Ok các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bảo dưỡng cái bàn đạp Shimano hoặc là cá ha. Thì ở hôm nay trên tay mình là cái bàn đạp Carbon PD6700C. Thì cái này nó cũng giống với cái bản đời sau nó là cái FD 6800 và cũng gần gần như cái phần FD G8000 thì nó tối ưu một tí, nó cắt chỗ này chỗ kia để nó tối ưu hóa được cái trọng lượng của nó. Thì bảo dưỡng cái này thì như thế nào? Thì thường là chạy lâu ngày á, thì cái mỡ bò nó khô gần nó hết thì mình vào mỡ bò mới thôi. Nhưng mà cái đó thì đơn giản quá ha. Thì nó có một cái nữa là trong quá trình mình chạy thì do cái này nó xài cái bạc đạn cup and cone ha, nên nó sẽ bị rung. Nó sẽ bị rung. Thì mình sẽ siết nó cái cone nó lại một tí ha. Là mình có thể gọi là tiếp tục xài vô mở bò rồi tiếp tục xài thôi, không thành vấn đề gì hết ha. Cái này nhiều tại vì mình lúc mà mình chạy mình nó bị mòn ở chỗ này là do mình khi chạy đường đông á. Mình tháo cá ra ha, nên nó sẽ bị mòn một tí ha. Thì tháo ra như thế nào? Thì ở trên cái bàn đạp của mình á thì nó có cái dấu hiệu để mà cái này là khi mà dặn vào tighten của nó ha, và nó ghi cả luôn cái lực tighten nó bao nhiêu ha. Cái này là 10 newton trên mét ha. Đó. Thì bây giờ mình lấy của cái bàn đạp này, bàn đạp bên tay phải ha, phải mình tháo nó ra. Bạn có thể dùng cái mỏ lết cũng được để tháo nó ra ha. Thì ở đây là kêu là dặn vô là hướng này ha. Bây giờ mình sẽ tháo ra là ngược lại ha. Ok ha. Tí nó khá là rất là nhiều găng nên là mình phải là khá là lâu ha. Ở đây đó, thì cái này do là mình cũng đã chỉnh một tí rồi đó. Thì bây giờ thì siết nó vô như này ha. Thì các bạn chú ý chỗ này rất là đặc biệt, đó là trên cái hướng dẫn của anh Shimano á, chỗ này là cái mà nó bạc đạn nó nằm, đạn nó nằm ở trong này. Cái này mình sẽ chỉnh, đây chính là cái con của nó mình sẽ chỉnh ha. Con này là lóc nó khóa lại thôi ha. Đó. Nhưng mà đặc biệt ở chỗ này là để mình lôi cái hướng dẫn của anh Shimano này lên. Thì hy vọng là các bạn có thể thấy trên cái màn hình của mình ở đây. Thì anh viết rất là búa xua tùm lum gì hết á. Đây, nếu mình đọc ở cái đoạn này. Này ha. Nó nói là cả hai cái lock nut và cái threaded cone đó nó đều là cái left hand threaded, nghĩa là ren ngược cho cái bên tay phải và ren thuận cho bên tay trái. Thì bây giờ là lock nut là nào? Đâu mất tiêu rồi. Đây. Các bạn nhìn chú ý là BC này ha. C là lock nut nè. Rồi cái B là cái con nè. Thì nó nói ở đây là gì? Lock nut và threaded con. Nếu mà bên tay phải đó thì gân ngược, tay trái thì gân thuận. Tuy nhiên á mà lại là đọc dưới này một tí nữa. Đâu nó nhảy đâu rồi, sorry là nó nhảy tùm lum ha. Đó, đọc ở dưới này nữa thì các bạn sẽ thấy ở chỗ này là nó nói về cái lock ở trên này nè, lock ở trên này nè ha. Thì nó nói là gì? Cho G8000, nếu mà cái màu này á là black nè, nó black nè, đang black nè ha, mà nó hình thù nó giống như vậy nè, thì nó là right hand threaded. Còn nếu mà nó là màu mà black như vậy nhưng mà nó có một cái gọi là weak slit, là có cái lỗ ngắt gì nè,
là left hand tested. À, nếu mà không để ý cái này cứ đọc cái câu ở trên, ở chỗ này mà mình cứ cố gắng mình mở nó ra bằng cách mà là mình dặn đúng kim đồng hồ, dặn hoài một hơi chảy răng luôn. À, mình đã thử cái này, mình đã bị cái này rồi, do mình đọc ở trên rồi mình không chú ý, rồi mình phải quay ra đọc cái phần hướng dẫn của cái bàn đạp G, bàn đạp là 6800, thì lúc đó nó mới chỉ ra. À, thì anh Shimano này ảnh cứ ba hồi quá. Cái này là nếu mà các bạn mà không đọc hướng dẫn vô mà cố làm coi chừng đi luôn ha. Hồi nãy là mình cố mình siết cái là coi chừng lỡ siết quá trời mở ra mà cuối cùng cứng ngắc mở hoài không được, rồi phải đọc lại rồi mới lòi ra cái chỗ này ha. Thì dẫn đến là cái bàn đạp này thì cái chỗ này nó là right hand tested, nghĩa là ghen thuận. À, nên mà để mình tháo nó ra đó thì mình sẽ dặn ngược nó ha, ngược nó ra ha. Hy vọng là các bạn chú ý chỗ này ha, nó đọc ở chỗ này rồi. Tháo ra thì như thế nào ha, thì ở đây mình có hai con ốc ở đây ha, còn cái này là cái bẫy ha, thì phải ngược nó ra ha, ngược nó ra, nó ra hen mà ha, dặn thuận vô thì nó được ra ha. Thì bây giờ nó rung thì mình cố gắng mình chỉnh cái chỗ này ha, nó ra một tí được không ha, ra một tí thì nó như thế nào ha. Cái này mình cố gắng mình chỉnh thôi, vô này vô hết nè ha, nó cứng lắm ha. À, một miếng rồi mình nhả ra nó một tí thôi. Giờ cố gắng xịt nó lại. À, đây thì nó rất là êm rồi đó, nhưng mà cái này như thế nào? Wow, quá trời lỏng luôn. À, quá lỏng luôn, không lăn được gì hết. À, sửa lại. Cái này nó hơi mất thời gian một tí ha các bạn. Trong quá trình mình siết nó chạy đi. Mày căng ha. Chỉ muốn trả nó lại một tí thôi. À, thôi mình siết bằng tay trước đi ha. Cảm thấy nó vẫn là cứ như hơi hơi vậy, chưa được ngon lắm. Trả lại một tí. Cái này nó hơi mất thời gian một tí là do mình phải canh tới canh lui. Nó vẫn hơi hơi ha, nó vẫn hơi hơi không được ha. Xài cái bánh một tí thôi ha.
đi rất là ok ha, smooth ha. Rồi cảm thấy là không có bị gung nữa ha. Bây giờ mình siết mạnh ha. Cái này các bạn cố gắng là nó làm từ từ rồi mình mới cảm thấy mình mới có được cái feeling, cái cảm nhận của mình nó tốt nhất ha. Như là nó chạy là trơn tru ha, và nó là khá là cứng đây ha. Dùng thử. Không có thấy gùng ha. Cái cứng thêm cái nữa đây. Rồi. Thì ở trong cái hướng dẫn của nó cũng ghi cả cái lực siết là bao nhiêu, nhưng mình nhớ không lầm là từ 5 đến 7 các bạn ha, 5 đến 7 đó. Rồi bây giờ mình tra mỡ bò vô ha. Vậy là nó ok rồi đó, tra mỡ bò vô thì các bạn là cho mỡ bò cho trong này khá là nhiều ha. Mình xài bằng cái mỡ bò xài cái mỡ bò gì đó cho vô luôn. Bây giờ mình kiếm cái cây nào đó, mình bỏ cái mỡ bò vô. Mới có cái nào không đây, thôi lấy cái này đi. Lấy cái này mình bỏ vô. Chết chưa cho. Thật ra đó là nếu mà tốt nhất á là các bạn vệ sinh cái lỗ trong này ha, mình dơ quá thôi. Mình làm bỏ vô này đó, mình bỏ mà mới như vậy là mình thấy là ok rồi ha. Là thấy khi mà mình ép nó vô trong này á là mỡ bò nó sẽ đẩy những cái phần mỡ bò cũ bị dơ hoặc là bị xài lâu quá rồi nó đặt lại hay là nó bị đen rồi gì đó, cái đó nó sẽ được đẩy ra ngoài ha, là mình sẽ ok thôi. Rồi cái như thế thì mình gắp vô thôi, cắn vô thôi theo đúng của cái hướng dẫn của nó, theo đúng cái mũi tên của nó thôi ha. Các bạn sẽ đẩy từ từ vô ha. Rồi mình thấy chưa gì nó nhảy lên ha, nó lên rồi ha. Nè đi những cái phần mà bỏ vào giờ lâu năm lắm ha, cũ lắm ha. Trong lúc bữa mình bảo trì của cái này, bảo dưỡng của cái này là chắc cũng khoảng cỡ hơn một năm ha, hơn một năm rồi. Lúc mình mua về mình xài. Bây giờ mình cứ từ từ gắn thôi. Cái này nó chẳng khó gì hết á, nhưng mà cái chỗ mà ghen thuận ghen ngược nó là cái vấn đề ha. Anh Shimano ảnh làm không có đồng nhất và dẫn đến là mình cứ theo cái rule mà mình làm là lủng liền. Mình phải đọc hướng dẫn cụ thể cho từng cái model của nó để biết. Bây giờ nó cả là quy định là màu của cái con ốc đó và cái con ốc đó nó có slit hay không, nó có lỗ có chia hay không nữa. Mới biết nó là gen thuận gen ngược nữa. Bình thường nó là gen thuận và nếu mà nó có thì nó là gen ngược ha. Phức tạp như thế nè, các bạn thấy không, mỡ bò đen không, bỏ bò dơ nó được đẩy ra ngoài hết, chứng tỏ là rất là ok những cái phần ở trong đó. Thì bây giờ là mình hy vọng là nó là cái bộ bò mới nhất rồi. Thì ở đây á nó có kêu cái lực siết của mình là tới 10 đặng ha. 10 thì siết tay này có chừng nó không đủ. Siết tay này chắc nó không đủ đâu. Bộ bò dần rùng lùng thì mình siết bằng cái cây này. Cây này siết chắc là ngon lành. Siết dư lực luôn á. Siết vô mà thành dặn ra rồi. Đó, ok ha, mình nghĩ cả vậy là nó là ngon rồi. Cái nữa đây. Rồi, cái nữa mình nghĩ là coi chừng dư 10 luôn á. Ok ha, bây giờ mình thử lại. Rất là ngon ha. Không có bị lung lưa ra lắc gì hết mà nó quay là mướt ngon lành ha. Cứng nghe cứng còng luôn, quá tuyệt vời. Cái chỗ mà cái kinh nghiệm mình làm với cái cup and cone này đó là nó có cái một tí cái mối cái gọi là cái
cái trick của mình ha, là bạn cứ xíu bàn tay nó vô nó chặt chặt chút tí, thì khi bạn siết mạnh nó đi nó lộ nó gơ ra một tí là dẫn đến là vừa độ đó. Đó là cái cách mình làm như thế ha. Đó, mình canh thôi. Còn bây giờ tới cái anh này đó, thôi mà làm nữa thì video nó dài quá, thì mình xin phép tạm dừng ở đây ha, tại vì cái cách làm của bên tay trái này cũng giống hệt vậy thôi. À, cảm ơn các bạn.